xem video tiếp theo. Vâng, xin chào các bạn. Thì cái video tiếp theo tôi sẽ nói về chiến lược là xây dựng cửa hàng outlet. Trong tiếng Anh, cửa hàng outlet hay còn gọi là các cửa hàng giảm giá. Thì chúng tôi đi nước ngoài, đi kinh doanh cũng như đi du lịch ở nước ngoài, tham quan các cái đối tác, các hội chợ, thì chúng tôi nhận thấy là ở nước ngoài họ có một cái mô hình gọi là cửa hàng outlet. Và sau này thì ở Việt Nam cũng áp dụng cái mô hình này trong kinh doanh khá là nhiều. Thì cái cửa hàng outlet là gì, đúng không ạ? Ở đây chính là cái cửa hàng mà người ta sẽ đưa những cái sản phẩm ế, sản phẩm bán chậm, sản phẩm lỗi, sản phẩm hỏng, sản phẩm muốn được khuyến mại, người ta bê sang cái cửa hàng outlet này. Để làm gì ạ? Để không bị ảnh hưởng đến thương hiệu của cái cửa hàng mà chuyên bán hàng nguyên giá. Thường thì các thương hiệu thời trang tầm trung hoặc tầm cao cấp, người ta hay áp dụng cái chiến lược outlet. Tức là cái gì bán chậm, bán ế, người ta vứt qua. Thì chỗ này cũng có thể cửa hàng outlet vẫn có thể là một cái cửa hàng cũng đẹp, cũng được sắp xếp ngăn nắp đầy đủ, nhưng mà vào đây là cái gì cũng giảm 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, thậm chí là 80 luôn, đúng không ạ? Thì người ta vào đấy, người ta có tâm lý đây là hàng outlet rồi, người ta không quan tâm đến thương hiệu lắm. Người ta cũng không lo lắng về cái chuyện là về giá đối với khách hàng. Thế còn đối với nhà bán lẻ, đối với thương hiệu thì người ta không bị hạ cấp cái định vị thương hiệu của họ, được chưa ạ? Thế thì tại sao lại cần đến cái cửa hàng outlet? Thì tôi vừa giải thích đấy, cái thương hiệu gốc của họ, cái thương hiệu xịn của họ thì không hoặc là ít bị ảnh hưởng, đúng không? Và tất nhiên bạn cũng có thể sử dụng cái mô hình outlet này là mô hình online, bằng cách là đưa những cái sản phẩm lỗi, đưa cái sản phẩm lên trên web để bán lấy gốc về, hay là bán lấy một phần chi phí về, đúng không? Thì outlet nó là một cái mô hình bán lẻ chuyên về khuyến mại, thì là một cái mô hình tôi đánh giá là rất là thông minh. Nó chính là một cái quá trình phát triển và tiến hóa của quá trình bán lẻ. Các cái đơn vị bán lẻ mà có tầm nhìn cũng như là có đầu óc thì họ tách ra, họ làm như vậy để tung ra các chương trình khuyến mại của mình. Mục đích của họ đấy là không làm ảnh hưởng đến thương hiệu gốc, thương hiệu mẹ và các cái cửa hàng mà người ta sẵn sàng mua nguyên giá đấy. Và cái này thì họ thường áp dụng cho những cái thương hiệu mà cũng lớn lớn một chút. Và ở Việt Nam thì chúng ta đã thấy là cũng có sử dụng rất là nhiều, tuy nhiên chưa được nhiều như ở nước ngoài thôi. Ví dụ như là nó hay có Zara Outlet này, hay là các cái thương hiệu Fashion Outlet đó. Thì ở Việt Nam các bạn cũng có thể đưa ra những cái này, nếu như các bạn có chuỗi, cái chuỗi thời trang XYZ gì của bạn, và bạn không muốn bán giảm giá trong chuỗi đấy, thì bạn sẽ vứt sang một cái XYZ Outlet, hay là cửa hàng giảm giá XYZ, đúng không? Ý tôi là như vậy. Thế thì đây là một cái ý tưởng, đây là một cái cách thức, chứ còn áp dụng nó thì không khó. Mở một cửa hàng, đúng không ạ? Thuê mướn mặt bằng, sau đó là sắp xếp sản phẩm vào đấy sao cho nó ngay ngắn, đầy áp, và lúc nào cũng là bán hàng giá rẻ, lúc nào cũng là bán hàng sale off, ở đấy không có cái gì nguyên giá cả, thậm chí sale với giá rất là khủng khiếp, được chưa ạ? Chiến lược số 23 đấy là tri ân khách hàng. Tri ân khách hàng là như thế nào? Thì các cái nhà bán lẻ thì rất là thường xuyên áp dụng cái chương trình này. Đây là một cái chiêu thức mà có lẽ là trong trường hợp mà bí bách, các bạn không nghĩ ra được tên, không nghĩ ra được cách thức, thì cứ áp dụng chương trình tri ân khách hàng. Tri ân khách hàng là tạo ra các cái chương trình khuyến mại đặc biệt, đúng không ạ? Ví dụ như là vào dịp sinh nhật của khách hàng, và những cái dịp mà kỷ niệm mà ngày sinh nhật của công ty, hay là bất kỳ một cái lý do nào các bạn có thể đưa ra, ưu tiên mua hàng giảm giá, đúng không ạ? Vân. Thế thì tri ân khách hàng cũng là một trong những cái chương trình khuyến mại mà hiện nay các nhà bán lẻ bán buôn áp dụng rất nhiều. Một tháng họ có thể đưa ra một chương trình tri ân, một năm họ có thể đưa ra vài chương trình tri ân là bình thường. Và nếu như tôi đã nói là trong trường hợp bạn bí chương trình khuyến mại quá, thì cứ nhét tri ân khách hàng vào, bởi vì tri ân là tốt mà. Ai cũng thích được tri ân, ai cũng thích được khuyến mại, ok? Rồi, đấy là cái chiến lược số 23. Chiến lược số 24, cái khuyến mại thứ ba trong cái video này, đúng không ạ? Tôi gọi nó là cái chiến lược liên quan đến cái gì ạ? Ra mắt sản phẩm mới. Khi mà khuyến mại mà ra mắt sản phẩm mới thì bao giờ các cái hãng thông thường ấy, các hãng sản xuất, các nhà bán buôn, các nhà bán lẻ thì cũng có xu hướng là giảm giá cho những cái phiên bản trước đó, giảm giá cho những cái sản phẩm trước đó đã có mặt ở cửa hàng. Thế thì đây là một cái chiêu thức mà khi sản phẩm mới ra đời thì sản phẩm cũ giá rẻ hơn, để làm sao ạ? Để bán được cái sản phẩm cũ đi và
sản phẩm mới thì giá cao hơn. Hoặc là hiện nay Apple người ta cũng áp dụng một số cái phương pháp rất là khủng khiếp, đấy là khi một sản phẩm mới ra đời thì họ có thể thu hồi hoặc là tạm dừng không bán những cái sản phẩm cũ để khách hàng không có sự lựa chọn hoặc là ít có sự lựa chọn sản phẩm cũ, buộc phải sử dụng các cái sản phẩm mới, cho nên là họ sẽ thu được nhiều tiền hơn. Nhưng mà nó trái ngược với cái chiến lược tôi nói, đấy là khuyến mại giảm giá khi ra mắt sản phẩm mới. Tức là khi ra mắt sản phẩm mới thì các cái sản phẩm cũ giảm giá, giảm giá, giảm giá. Hoặc là khi ra mắt sản phẩm mới thì bạn cũng có thể đưa ra chương trình khuyến mại cho nó, đúng không ạ? Grand opening, mua 30 sản phẩm hay 50 sản phẩm hay 100 sản phẩm xếp hàng thì sẽ được giảm giá 20-30%. Trước đây thì tôi đã từng chứng kiến và bản thân tôi cũng đã từng đi xếp hàng là hãng Samsung là đưa ra chương trình là xếp hàng bán vào lúc 12 giờ đêm và chỉ bán 100 máy Galaxy Note với cái mức giá là giảm giá 30% so với giá niêm yết. Và các bạn thấy là cái cảnh tượng xếp hàng từ lúc 9 giờ tối đến 12 giờ đêm rất đông, rất đông, rất đông luôn, mà cuối cùng là vỡ trận bởi vì là bị công an giải tán. Là tôi vẫn nhớ, không nhớ chính xác là năm bao nhiêu nhưng mà cũng phải 5-6 năm rồi. Lúc đấy tôi đi xếp hàng mua cái Galaxy Note 3, Note 4 gì đấy. Có cái chuyện đó thật bởi vì bản thân tôi là người đi xếp hàng. Bởi vì nó xếp, nó đưa ra chương trình khuyến mại quá là rẻ, đúng không? Sau đấy thì nó bị hỏng cái chương trình offline đấy, thì bắt đầu nó đẩy lên chương trình online là mở cửa một phát là bắt đầu là vào cho khách hàng vào mua, giữ chỗ. Thì đấy, ý tôi muốn nói là cái khuyến mại ra mắt sản phẩm mới là theo cách như vậy. Tức là mình sẽ có hai lựa chọn, là một là giảm giá những phiên bản trước đó, những sản phẩm cũ. Hai là cái sản phẩm mới này là đưa ra một cái số lượng hữu hạn 20-30 sản phẩm hay là 100-200 sản phẩm và bán với giá rẻ 20-30%, sau đó là bán với giá niêm yết. Ok, thì đấy là ba cái chương trình khuyến mại mà tôi trình bày với các bạn trong cái video này. Vâng, thế thì chúng ta đã được làm quen với rất là nhiều các chương trình khuyến mại rồi. Chúng ta sẽ suy nghĩ và áp dụng vào cái chương trình của chúng ta sao cho nó thích hợp và sao cho nó hiệu suất. Vâng, xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo.